Kìa, nó về kìa, bà yên tâm chưa? Ủa, mà ai chở nó về vậy ông? Nó nói là đi với con Hạnh mà. Tôi cũng đâu có biết. Để con nó vô coi sao. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Ừ. Ba, má. Dạ, con chào hai bác. Chào cậu. Cậu vô nhà đi. Dạ, mời cậu ngồi. Dạ, cảm ơn bác. Chào cậu. Dạ, đây là... Dạ, đây là anh Dương, anh của Hạnh. Cậu người giải quyết vụ án của con đó ba má. Vậy sao? Nói vậy, cậu là thẩm phán của tòa án huyện Bình hả? Dạ. Vụ án đó là sao rồi con? Dạ, xong hết rồi bác. Yêu cầu khởi kiện của họ là không có cơ sở chấp nhận. Thiệt là tốt quá. Như vậy mới đúng đó. Hai bác, cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, không có gì đâu bác. Dạ, cũng sắp tối rồi. Con xin phép hai bác con về. Con về đi. Dạ, anh về nha Mận. Dạ, anh về. Nè, cảm ơn con nhiều nha. Bữa nào rảnh á, ghé bác chơi rượu uống trà nghe con. Dạ, con cảm ơn bác. Xin phép bác. Cậu này coi có vẻ hiền lành và đại giỏi quá ha ông. Mới gặp người ta lần đầu, biết đâu mà nói. Anh Dương tốt bụng lắm đó ba má. Lần trước á, xe con bị mắc lầy, anh kéo xe lên giùm con đó. Nói vậy, con đã quen với cậu ấy từ trước rồi hả? Dạ, chỉ biết thôi chứ chưa có quen. Bữa nay cậu ấy đưa con về, coi như là đã quen rồi đúng không? Sao mặt đỏ bừng vậy? Bộ hai đứa có chuyện gì rồi hả? Dạ, đâu có ba. Thôi, con vô nhà. Tôi đã nói rồi, phải giải quyết theo thứ tự trước sau chứ. Tôi chưa có kế hoạch làm việc với chị đâu. Chị về đi. Tôi xin anh giúp giùm. Tôi đã không được gặp con tôi mấy tháng rồi. Tôi nhớ nó lắm. Con tôi mới 1 tuổi, còn chưa dứt sữa mẹ. Tôi không biết bây giờ nó sống ra sao nữa. Tôi khổ quá anh ơi. Con chị không sống với chị thì cũng sống với bà nội đó, chứ có phải là người dưng nước lã gì đâu mà chị lo. Chẳng lẽ bà nội để cho cháu nó đói hay sao mà chị lo vậy? Thôi chị ra ngoài đi, để tôi còn làm việc nữa. Dạ. Chị ơi. Chị sao vậy? Chị bình tĩnh. Qua ghế ngồi nghỉ một chút nha. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà. Tôi van xin mẹ chồng, van xin thẩm phán để trả con lại cho tôi. Nhưng mà những lời van xin của tôi không có tới được tai của những người đó. Thấy con đòi sữa mẹ mà tôi chỉ đứng ở ngoài rào, chỉ nhìn thôi. Những người thấp cổ
bé hỏng như tôi đâu có được tòa chấp nhận. Chị đừng nghĩ vậy. Để tôi gặp thẩm phán Nhàn hỏi xem sao. Hy vọng là sẽ giải quyết sớm cho chị. Có thiệt là chị sẽ giúp tôi không? Rồi chị sẽ gặp lại con thôi. Tôi mang ơn chị nhiều lắm. Chị không cần mang ơn tôi đâu. Thôi chị về đi. Dạ chào chị. Chị đáng giúp tôi nghe chị. Tôi hứa mà, chị yên tâm đi. Anh Nhàn, có chuyện gì vậy cô Trâm? Dù người phụ nữ yêu cầu mẹ chồng trả lại con, sao rồi anh? Sao là sao? Cô muốn hỏi cái gì? Tôi muốn hỏi anh có kế hoạch giải quyết chưa? Tôi thấy trong hoàn cảnh của cô ấy đáng thương quá. Làm trong cái ngành này mà cô cảm tính quá là không có được đâu. Không phải là cảm tính, nhưng nghe cô ấy kể hoàn cảnh, tôi không thể dửng dưng được. Cô không dửng dưng được thì làm gì đây? Tôi muốn trao đổi với anh một chút về vụ án này. Tôi đã hai lần nhìn thấy cô ấy khóc thất thểu ra về. Tôi cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Vụ án này thụ lý đến nay đã hơn 2 tháng rồi. Sao anh không ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc mẹ chồng giao đứa bé về cho mẹ nó? Luật tố tụng dân sự cho phép làm điều này mà. Hôm nay cô đến đây để lên lớp tôi sao? Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn trao đổi với anh về cách giải quyết vụ án sao cho nhanh chóng thôi. Đây là vụ án của tôi. Tôi biết cách giải quyết như thế nào. Không cần cô phải trao đổi đâu. Án thì ngập đầu, án nào thụ lý trước thì phải giải quyết trước chứ. Anh Nhàn, sao anh cứng nhắc như vậy? Tùy theo tính chất của từng vụ án mà ta có thể xử lý kịp thời chứ. Đủ rồi nha. Cô không có tư cách để giải nữa chứ đâu. Giải quyết sớm hay muộn, giải như thế nào là quyền của tôi. Cô không có quyền can thiệp. Đúng. Về nguyên tắc, đây là vụ án của anh, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng tôi không thể dửng dưng. Tôi thấy vụ án này kéo dài, cho dù là bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Vì đó là một sự lạnh lùng vô cảm. Cô... tôi cấm cô không được quyền xúc phạm tôi như vậy. Ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi cũng không muốn nói gì thêm với một người vô cảm như anh. Đúng là người non háo đá mà. Thank you.
Rốt cuộc cũng có người giúp con rồi đó. Con thiệt là may mắn á. Con cũng không biết là chị ấy có thật sự tốt với con không nữa. Con đừng có nghi ngờ lòng tốt của người ta mà phải tội. Đời cũng có người này người khác chứ. Dạ thì cũng cầu mong sao cho con gặp được người tốt. Tôi yêu cầu thẩm phán Trâm và thẩm phán Nhàn trình bày sự việc xảy ra hôm qua. Tôi đề nghị thẩm phán Trâm nói trước đi. Tôi sai cái gì? Cô xúc phạm tôi ra sao? Thưa anh Thành, anh Nghĩa, vì bức xúc trước hoàn cảnh của một đương sự nên tôi tới gặp thẩm phán Nhàn để hỏi sự việc. Do bất đồng quan điểm nên chúng tôi có lớn tiếng với nhau. Sự việc xảy ra hôm qua tôi có lỗi vì đã để cho đương sự chứng kiến hình ảnh không hay lắm. Hoàn cảnh của đương sự ra sao mà thẩm phán Trâm bức xúc đến như vậy? Thưa anh, đương sự yêu cầu tòa án buộc mẹ chồng trả lại con. Vụ án được thụ lý đã lâu nhưng hai bên đương sự chưa một lần được mời tới giải quyết, trong khi đứa bé còn chưa dứt sữa mẹ. Người mẹ thì đau khổ vì không được ở bên con. Thấy hoàn cảnh như vậy nên tôi muốn trao đổi với thẩm phán Nhàn về hướng giải quyết. Tôi muốn nghe lời trình bày của thẩm phán Nhàn. Thưa anh, vụ của đương sự Nguyễn Thị Mười em thụ lý đến nay đã hơn 2 tháng, chưa quá hạn của luật định. Nguyên tắc làm việc của tôi, vụ nào thụ lý trước tôi sẽ giải quyết trước. Thẩm phán Trâm không có quyền can thiệp vào. Cô ấy đã đi quá giới hạn của mình. Cho là tôi lạnh lùng vô cảm, xúc phạm tôi trước mặt các đương sự thì gọi là phẩm chất của một thẩm phán hay sao? Yêu cầu thẩm phán Nhàn hãy hết sức bình tĩnh. Cô quen mình, sao gần đây sóng gió cứ nổi lên liên tục vậy không biết? Mà sóng gió lại chỉ bắt đầu từ phòng của sếp thằng Tú. Sao mày không nói thẳng là phòng của ông Nhàn luôn đi? Mày nói lòng vòng, rốt cuộc đưa tên tao vô làm chi vậy? Thì sếp của mày là ông Nhàn, mà ông Nhàn là sếp của mày. Tao nói vậy không đúng sao? Thật ra tao cũng nản lắm, nhưng biết làm sao giờ. Có những chuyện tao thấy hậu quả trước mắt luôn, mà nói ông có nghe đâu, rốt cuộc còn bị dạ lây nè. Thôi, tao chỉ nói chơi thôi, đừng có giận. Chuyện lần này á, xét về lý thì chị Trâm sai thiệt, nhưng xét về tình á thì chị Trâm làm vậy cũng đúng thôi. Nhưng cậu nói về nguyên tắc, cái tình bao giờ cũng được vận dụng sau cái lý, cho nên sự việc lần này người có lỗi là chị Trâm đó. Ủa, sao không khí im lặng vậy? Có chuyện gì hả? Các sếp đang họp giải quyết vụ chị Trâm với anh Nhàn đấu khẩu ngày hôm qua. Vụ án này lẽ ra không nên phân cho anh Nhàn. Lúc mày nhận đơn, sao không tham mưu cho chú Thành mà còn nói? Tao cũng đâu có về. Đây là bài học kinh nghiệm của anh đó. Sau này những cái vụ nhạy cảm như vậy á, anh phải tham mưu cho tốt, để chú Thành còn chọn mặt phân án nữa, biết chưa? Anh biết rồi, em yêu. Tôi có thể hiểu được sự đồng cảm giữa những người phụ nữ với nhau. Như thẩm phán Trâm quan tâm đến vụ án của thẩm phán Nhàn là với ý tốt. Tuy nhiên, do không khéo léo đã dẫn đến chuyện không hay, mà thẩm phán Trâm là người có lỗi. Đối với thẩm phán Nhàn cũng nên xem xét lại việc ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời như quan điểm của thẩm phán Trâm là hoàn toàn hợp lý.
mà lẽ ra thẩm phán Nhàn nên thực hiện từ lâu rồi mới phải. Nguyên tắc làm việc của thẩm phán Nhàn là không sai, nhưng quá cứng nhắc. Đây là vụ án mang tính bức bách, ta có thể linh động giải quyết ngay khi thụ lý, không thể nói án chưa quá hạn nên để kéo dài như vậy được. Hai người có ý kiến gì nữa không? Tôi xin lỗi anh nha. Tôi xin nhận khuyết điểm với lãnh đạo của cơ quan. Tôi cũng có những lời nóng nảy với cô. Tôi xin lỗi. Vậy coi như là xích mích đã được giải tỏa. Thôi, hai người về làm việc đi. Dạ, em xin phép. Dạ. Một người thì quá mẫn cảm, một người thì quá lạnh lùng, làm sao mà không xảy ra chuyện được chứ. Vụ này lẽ ra tôi không nên phân cho cậu Nhàn, cũng là một phần lỗi của tôi. Tại lúc đó thấy số án thụ lý của cậu ấy còn ít nên tôi phân, mà không nghĩ đến vấn đề khác. Ừ, sao rồi Trâm? Em có lỗi nên nhận lỗi thôi. Không có gì căng thẳng chứ? Dạ không, em chỉ lo là không biết thẩm phán Nhàn sẽ giải quyết vụ này ra sao. Ừ, chắc sẽ sớm giải quyết thôi mà. Đừng lo. Em cảm ơn anh. Hổm rài, vườn nhà chị có còn bị mất trộm mũ nữa không? Hết rồi, chắc là không dám nữa đâu. Chị phải cảm ơn và xin lỗi anh em nữa đó. Sao xin lỗi? Chị không nhớ hả? Lúc mới nhận được giấy triệu tập, chị đã nghi ngờ anh em có vấn đề với tụi nó nên mới giải quyết sớm. Không phải chị đã nghĩ xấu cho anh Dương sao? Còn nhỏ này, nhớ dài thế ớn. Tới giờ rồi, mình tới kêu công nhân chút mũ thôi. Dạ. Ngày mai anh ra rẫy giùm em nghe. Sao? Em đi đâu hả? Em đi chợ mua vài thứ. Ừ, ra rẫy thì được, nhưng mà anh đâu có biết bán mũ. Em đã nhờ chị Mẫn rồi, anh chỉ cần chở mũ ra điểm bán thôi, chị Mẫn sẽ giúp anh. Vậy nghe. Em ra lệnh thì anh phải chấp hành thôi. Anh Nghĩa. Chào anh. Chào anh. Anh tới lâu chưa? Tôi cũng vừa mới tới. Dạ mời anh. Dạ anh Dung Di. Cho ly cà phê đá. Dạ. Anh khỏe chứ? Cảm ơn, sức khỏe tôi vẫn tốt.
Nhưng mà tâm trạng của tôi thì rất bất an. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Hẹn anh ra đây. Tôi muốn nghe anh nói thật. Cho dù lời nói đó làm anh không hài lòng. Tôi hiểu những gì mình hài lòng chưa chắc cũng làm người khác hài lòng. Và ngược lại. Cảm ơn. Dạ. Trong tình yêu, đôi khi lý trí và tình cảm là hai đường thẳng song song. Cho nên, dù biết là anh yêu Trâm, nhưng tôi cũng không thể can ngăn con tim của mình. Cảm ơn vì anh đã nói thật. Để tôi biết được rằng, trên con đường chinh phục trái tim, tôi bắt đầu đã có đối thủ. Anh có tình yêu nhiều năm với Trâm, còn tôi thì được ở gần bên cô ấy. Có thể nói rằng xuất phát điểm của tôi và anh là như nhau. Vậy thì trong chúng ta hãy cạnh tranh một cách công bằng trong cuộc đua này. Được. Tôi tin tưởng ở tình yêu của cô ấy. Em ngủ chưa? Anh hả? Em chuẩn bị ngủ. Chúc em ngủ ngon. Anh gọi chỉ để nói với em vậy thôi sao? Anh nhớ em. Anh à, anh có sao không? Anh không sao. Nhớ em nhiều nên không nói nên lời thôi. Em cũng nhớ anh. Mai mình gặp nhau nha. Cảm ơn em đã làm bác sĩ khám chữa bệnh cho dùng cao su nhà anh, nên nó sống khỏe, ngủ lúc nào cũng cao độ. Có gì đâu anh. Anh đi làm xa, cuối tuần mới về. Mọi việc á đều do anh lo hết. Anh thương nó mà không có nỡ đần gì nữa. Anh yên tâm, ở gần nhau á chị em giúp qua giúp lại, không sao đâu. Mà anh Dương nè, ba má em á muốn mời anh trưa nay qua nhà ăn cơm để cảm ơn anh về vụ chuyện hôm đó. Có cái gì đâu mà hai bác và em phải bận tâm. Vậy là anh từ chối hả? Người lớn rồi sao anh dám từ chối. Nhưng mà đừng có đặt vấn đề ở giữa. Anh còn nợ em nhiều mà. Dạ. Em mua cái gì mà nhiều quá vậy?
thì em đi chợ mua thức ăn về nấu cho anh nè. Trời ơi, sao không gọi anh qua chở em đi? Em đi một mình cũng được mà. Không, về nhà đi. Anh định ăn mì gói hoài hả? Ừ, mấy hôm nay nhiều việc quá, ăn mì gói cho tiện. Anh ăn như vậy sao có sức khỏe mà làm gì? Thôi chờ em nửa tiếng, em nấu cơm cho anh ăn. Đến phụ em đặt ra. Nghĩa à? Dạ con nghe. Còn ai tới kìa, con xuống nói chuyện đi con. Má nói cô ấy về giùm con đi. Sao vậy? Hai đứa xảy ra chuyện gì hả con? Con đã tuyên bố chia tay rồi, không còn gì để nói nữa. Má biểu cô ấy về giùm con đi. Cái gì? Con đã tuyên bố chia tay với con Mai hả? Chia tay là tốt cho cả hai. Có rất nhiều lý do. Xin má đừng hỏi con gì sao. Mai à, thằng Nghĩa nó mệt nên nó không ra gặp con được. Dạ, con biết là anh tránh mặt con nên anh nói vậy thôi hả bác? Thôi, lại đi ngồi con. Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? Dạ, là lỗi của con. Con đã nghi ngờ tình cảm của anh Nghĩa. Con biết mình sai rồi. Con mong ảnh tha lỗi cho con đó bác. Muốn hàn gắn lại thì cũng cần phải có thời gian. Thôi con về đi. Mà con cũng biết tính thằng Nghĩa rồi đó. Nó nói một là một, hai là hai, chứ không có một rưỡi hay hai rưỡi đâu. Hạnh. Dạ, anh hai. Sao em về sớm vậy? Em chỉ đi mua mấy thứ lặt vặt thôi. Vô chuẩn bị đi, anh chở em qua nhà chị Mẫn. Chị vậy anh? Bữa nay hai bác mời hai anh em mình qua ăn cơm. Vậy thì hay quá, em khỏi phải nấu cơm. Hành. Chào em. Chào anh. Chị Mẫn. Anh Dương với Hành với Nhân ngồi chơi. Ừ. Đi anh. Dạ con chào hai bác. Dạ con chào hai bác. Thôi hai đứa ngồi đi. Em xin phép cho bếp dọn cơm. Để em phụ chị nghe. Uống nước đi con. Dạ con cảm ơn bác. Con người hàng xóm làm tòa án mà đâu có biết. Nếu mà bác biết sớm thì bác đâu có mất ăn mất ngủ như vậy. Mình sống ngay thẳng từ hồi nào tới giờ, tự nhiên lại dướng vô dòng kiện tụng, không lo sao được con. Hai bác về đây sống chắc là thoải mái hơn Sài Gòn hả bác? Cũng già rồi, muốn sống nơi yên tĩnh, không khí trong lành. Mỗi sáng thức dậy nghe tiếng chim hót rân trời luôn, lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản lắm. Công việc của con chắc là vất vả lắm hả?
Dạ, cũng chỉ căng thẳng đầu óc một chút thôi, chứ không có vất vả như nông dân đâu bác. Cơm xong rồi, con mời ba má, mời anh Dương. Cho con gửi. Dạ. Có anh nè. Chén của anh nè, đưa em. Hôm nay anh chấm em được mấy điểm? 5.5. Tệ dữ vậy sao? Thôi, anh làm tròn cho em 6 điểm luôn đó. Vậy là em phải đi học thêm một khóa nấu ăn nữa. Anh nói chơi thôi, chứ em nấu ăn là số 1 rồi, không cần phải đi học thêm đâu. Thiệt không đó? Anh nói thiệt mà. Anh ước gì ngày nào mình cũng được ăn cơm do em nấu như vậy. À, hôm qua anh gọi cho em có chuyện gì không? Anh đã nói rồi, vì anh nhớ em. Anh giấu em chuyện gì đúng không? Không có mà. Thôi, anh đi em. Mày ơi, sao mà ngồi thẫn thờ vậy con? Không có cu bi cho con chết quá vậy năm ơi. Bình tĩnh đi con, đừng có nói gỡ như vậy. Chưa có tin tức gì của tòa án sao? Người ta cũng chỉ hứa cho qua chuyện thôi à. Ai mà chịu giúp kẻ nghèo như con? Không phải vậy đâu. Mày ráng kiên nhẫn chờ con. Mà sao tao thấy mày xanh xao quá? Có bệnh gì không? Đứng lên. Đứng lên đi với tao nè. Đi, đứng lên. Nhanh lên. Đi. Bệnh nhân có dấu hiệu suy nhược thần kinh. Nguyên nhân có thể là do căng thẳng kéo dài và suy nhược cơ thể. Người nhà cần cải thiện điều kiện tâm lý, giải tỏa những bực bội, căng thẳng cho bệnh nhân. Tôi sẽ kê toa. Nhưng bệnh này có nguy hiểm không bác sĩ? Nếu tình trạng này kéo dài, có khả năng sẽ dẫn đến các triệu chứng của bệnh tâm thần. Khi đó việc điều trị sẽ khó khăn hơn. Việc này nó vượt quá phạm vi chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã. Chỉ có tòa án mới có thẩm quyền để có thể giải quyết vụ việc này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ gửi công văn lên tòa án, đề nghị sớm can thiệp. Chị cứ yên tâm, về đi. Nhờ ông giúp cho, chứ chuyện của người ta mà tôi thấy bất bình quá. Pháp luật mà không có biện pháp gì thì thật là bất công. Nhất định sẽ có những biện pháp chứ, chị đừng lo. Dạ, cảm ơn ông chủ tịch. Thôi tôi về. Dạ. Dạ. Dạ, chào chị. Dạ. Dạ, chị gọi em có chuyện gì ạ? À, hồ sơ vụ án Nguyễn Thị Mười, thẩm phán Nhàn đã giải quyết tới đâu rồi em? Ờ, dạ, chưa làm gì hết chị ạ. Thiệt là không thể hiểu nổi. Thôi được rồi, cảm ơn em. À, dạ. Nè, cậu đọc đi. Rồi trả lời cho tôi biết lý do. Tại sao từ cuộc họp lần trước đến nay đã gần 2 tuần rồi mà cậu vẫn chưa đưa vụ án đó ra xét xử? Tôi đã lên lịch làm việc
trong tuần sau rồi anh ạ. Ủy ban nhân dân xã có công văn kiến nghị yêu cầu sớm giải quyết vụ việc, không khác nào họ cho rằng chúng ta quan liêu vô trách nhiệm. Cậu cố tình làm vậy thì đổ trách nhiệm lên đầu tôi, đúng không? Tôi không có ý đó đâu. Cậu sắp xếp hồ sơ bàn giao cho thẩm phán Trâm giải quyết. Anh à, nhưng mà tôi đã lên lịch làm việc trong tuần sau rồi. Không có tuần sau gì hết. Bàn giao hồ sơ cho thẩm phán Trâm ngay trong ngày hôm nay. Chú Thành nói anh bàn giao hồ sơ vụ án Nguyễn Thị Mười, em giao qua cho chị Trâm. Em nhận được tin báo của chính quyền địa phương là bà Gia thường xuyên đem đứa bé đi giấu, thỉnh thoảng mới đem về nhà. Do không biết chính xác hiện giờ là bé đang ở đâu nên em chưa thể ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được. Tôi nghĩ trường hợp này phải có sự phối hợp của chính quyền địa phương và theo dõi xem bà Gia giấu đứa bé ở đâu. Khi biết địa điểm chính xác rồi thì thông báo liền cho tòa án để chúng ta ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, rồi chi cục thi hành án tổ chức thi hành ngay. Như vậy đương sự sẽ không trở tay kịp. Tôi thống nhất với ý kiến của cậu Nghĩa. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp bàn kế hoạch cụ thể giữa các cơ quan, mời cả viện kiểm sát tham dự. Đặt trường hợp đương sự có chống đối thì viện kiểm sát sẽ có hướng xử lý. Cậu Nghĩa sẽ tham gia cuộc họp này với tư cách là lãnh đạo đơn vị, được không? Dạ được. Ừ. Vậy Trâm và Nghĩa chuẩn bị kỹ kế hoạch cụ thể rồi trình bày trong cuộc họp, nghe không? Dạ. Dạ. Anh có cuộc họp liên ngành với viện kiểm sát và công an, anh đi đây. Dạ, anh đi. Em sẵn sàng quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Ừ. Buộc bà Nguyễn Thị Gia giao bé Trần Gia Bảo lại cho bà Nguyễn Thị Mười trực tiếp nuôi dưỡng. Ngày tháng em để trống, tùy tình hình, khi nào ra quyết định chính thức sẽ điền sau. Dạ, em sẽ đi làm ngay. Em đừng quá lo lắng như vậy, rồi sẽ ổn thôi mà. Án của em mà làm anh phải vất vả. Em đừng nói như vậy. Với tư cách là một đồng nghiệp thôi, là anh cũng có thể làm như vậy mà. Huống chi, anh lại là thủ phó của em. Lại còn rất quý mến em nữa. Em cảm ơn anh. Có chuyện gì vậy anh? Bên tòa án sắp ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu chúng ta phối hợp thi hành ngay. Vụ này em thủ lý nghe. Sao lại là sắp hả anh? Vụ án này hơi đặc biệt, em chuẩn bị sẵn những thủ tục cần thiết cho việc thi hành quyết định của tòa án. 2 giờ chiều nay em cho người cùng với tòa án xuống địa phương tham dự cuộc họp sẽ biết cụ thể hơn. Dạ.